Dạ, ông Nguyễn Miền Tây chào bà, cô chú, anh chị, bạn đến kênh nha. Cô chú ơi, hồi trưa Hương Nguyệt có văng tay lưới bên đây á cô chú. Nhưng bà văng xong rồi cái Hương Nguyệt đi tắm đồng á cô chú, đi mò mấy cái hang cá á. Cho nên là mình bãi dưới ướt nhẹp trơn rồi. Thì mò mấy tiếng đồng hồ luôn, mà có mấy con cá rồi cô chú ơi. Thì bây giờ á, cũng chiều rồi cho nên là mình quay lại mình thăm mấy cái lưới xong mình đi về cô chú ơi. Thì Hương Nguyệt mời bà, cô chú, anh chị, bạn cùng đón xem nha. Coi hôm nay văng lưới ở trên chỗ hai như thế nào. Qua cái cây này cái đó. Ôi quá trời ghét luôn rồi. Ở đây thì hơi ghét nhiều cô chú ơi. Tại trên lúa mà. Lúa nó chưa ấy nè. Cái đó nó bị gói rồi. Rồi, cái này thì mình chịu khó anh Vũ nha cô chú. Vũ là nó rớt ra. Quá trời rác luôn. Thôi á, mình đi về cô chú, cái mình đem xà bông ra mình giặt. Trời ơi, cái lưới này á, tưởng đâu dính cá nhỏ, ai về còn dính cá lưu kiến nữa. Cá lưu kiến siêu to khổng lồ luôn cô chú. Thiệt tình chứ. Vũ lên mặt lắm chứ. Ở đây thì rác quá trời rác rồi. Ở bên kia có người đi thăm giớn kìa. Văng cái này là văng lưới cái linh, cá linh đó cô chú, cá linh cá chạch đó. Mà thấy tầng chính ghét không. Cái này là nước lớn lớn xíu là văng là im. Tại nước này mới lên đó cô chú, cho nên là còn gốc gạ hơi nhiều. Lại cá, cá linh còn nhỏ. Còn nhỏ nữa. Chắc mấy chỗ xịn này hồi trưa mình đi mình quậy quá. Quậy nó lên mấy cái ấy chứ. Ê, cá lóc kìa. Đi cá lóc kìa cô chú. Rồi. Cá lóc con kìa. Ê. Cá lóc con này đem gì nuôi. Mua nó sắp xúc luôn nè. Nó mạnh lắm á. Chú ơi, với được em cá lóc con. Cá lóc con này á, nếu mà nhiều nhiều á, đem về muối chiên á, ăn ngon lắm. Còn ít quá thì mình Hương Nguyệt đem về, Hương Nguyệt thả vô mụn, Hương Nguyệt nuôi. Nuôi chung với mấy con cá chê trong mụn á. Trời anh hai không đi lên xịt đi xa tốt qua này đó. Nãy không đi ngang đó báo được chứ ông hai báo. Wow, cá rô đó nè, cá rô đồng đưa dính cái rô bự ha, chọc giò đấy chân ngắn quá động phụ tơ. Có động tá là mà kêu chấm cái giò. Cái giò có 1.5 m 3 m để đâu vậy. Chó nó bay nữa chú ơi. Chó nó giống lớn. Ở chân ngắn nó khổ quá ha. Đi tặng đi dưới nách người ta không. Gác cũng nhiều nhưng mà cũng vũ được, không có sao. Không có quá là khó vũ. Chỉ dính gá gá vậy đó thôi. Tại lưới của mình nhỏ cô chú. Ngày không mình vũ vũ thì nó rớt ra. Cái này mà đem lưới ba mạng xuống văng nó chắc khóc luôn. Bên kia có người văng. Rồi bên kia văng hồi nãy đem mò cá đó quá. Trời rác nó dính một đống luôn. Rồi lưới nó hình như là để lâu rồi cô chú. Nãy dở lên thử nó hơn một. Dở lên nhẹ mà nó nghe bật 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 bật. Đây ta văng cũng nhiều rồi, thấy cống cây quá trời cây luôn. Bên kia người ta thăm giớn về. Mấy người đó thăm giớn ở đồng xa cô chú. Người ta về đây người ta cắm trại á. Người ta đi văng. Văng bán cho bạn cái gì đi họ đi đặt giớn bán cho mấy bạn hàng. Bán gì? Bán bạn hàng hả? Biết gọi là cái gì cô chú ơi. Nói chung mày văng bác đó.
là bán cho người ta đi ra chợ bán. Đó, cá sặc kìa, thấy chưa? Tay lưới nhỏ nhưng mà lâu lâu dính được con. Cũng vậy vốn quá. Cái tay lưới nhỏ dính nhiều nhiều gì không, lâu lâu dính được con. Cái cá này về chiếc xuồng nó quá trời. Còn tươi xanh luôn, tươi gói luôn. Caramel bị đọt luôn rồi cô chú ơi, vừa cái lọng lắm. Ý, cá rô quá kìa. Quạt quạt cái giò lên. Quạt thì giói có tới đâu mà quạt. Nghiêng không ta? Chắc lạc cá mái. Ồ, lạc cá mái à. Định ngồi cho nó dễ. Nè, lấy dừa nè. Hôm nay mà còn gió quá trời. Ở đằng kia cô chú gió thổi chóc cái cây tầng luôn kìa. Trời ơi, hên quá mình nhanh tay cô chú ơi. Rồi nó dính vô lại nữa rồi. Vậy là số con này nó không có gớt ra được cô chú ơi. Số của nó là nằm trong bụng của Nguyệt rồi. Quá cho sập cây, cây nhà bay quá trời. Mình ở trong Nam mình cũng sợ quá. Bây giờ mà nói tới mưa là chạy riết riết nhà. Đây, mà thêm một em cá rô đồng nữa cô chú ơi. Uống cá rô biển hả? Uống cá rô đồng. Em này há họng rồi. Em hả họng à. Em mới ngẫm mấy cô chú về mình ăn liền được. Còn xanh. Còn tươi xanh, còn ngon. Em mũi gì vậy? Còn đắt. Cái vũ này văng lên gì? Cay lắm chân bùng. Em là con gái nhà quê. Ở đây sạch ha, ở đây lưới sạch. Ở đằng kia tại gốc rạ còn nhiều cô chú, cho nên là nó còn chín gốc rạ còn dơ. Ở chỗ của Nguyệt thì bây giờ ít cá rồi cô chú ơi. Thấy mấy chỗ khác văng lưới có cá quá trời cá ham luôn kìa. Mấy cái vùng miệt lớn miệt kia cá dữ lắm á. Ô đây nè. Ủa, cua kẹp gì vậy? Cua kẹp rồi. Con cua này thật là đáo để. Ui, cá rô đồng á cô chú, bây giờ trứng không trời. Mua đẻ. Có mua đẻ, để trứng này. Cua kẹp cho nó ăn luôn đi. Cua này ăn trước mình luôn. Ăn, nó hớt tay trên của mình luôn. Kìa nó. Còn lại có con cá nó bật hơn. Kìa. Nó sắc kìa. Nhóc nó trơn kìa. Ôi sao mấy con cá này mới đây mình hả hỏng hết trơn rồi ta. Nó 4 tiếng nhiều. 4 tiếng đồng hồ chứ nhiều. Nước nóng quá. Mấy con cá sống rồi chắc mấy con cá mới dính á. Cá này vậy nó bên chua. Cái rô, cái sặc của bên chua là ăn hết bời. Kìa, dính nước kìa. Nó là dính cá nhỏ không à. Dạ, cái lưng kia. Rồi. Nước lỗ luôn. Dính gốc cạ, dở lên nhẹ nhẹ. Lấy cái giò khều khều dưới rồi xem.
rô mới dính cô chú, cái giờ cái rô còn tươi xanh luôn, nhỏ tươi luôn. Bên kia ta chạy nhé, chạy chậm kinh chắc mày khứa đi cầu ốc gì. Không mày định đi cầu ốc kiếm tiền này cô chú, mà đi bên kia sợ quá, không có ai đi chứ. Cầu ốc thì cầm cái cây đẩy á, đẩy lên chuột, đẩy lên chuột luôn. Đẩy mấy ngày đầu cô chú thì bị phòng tay nè, phòng tay với lại mỏi nhất tay nhất chân lắm á, mà vài ngày là nó quen. Ở đây đừng mua nữa ta. Đây nó cá cũng vậy. Cứ này muốn im phải để qua đêm. Qua đêm cua kẹp chưa? Dính cua. Ý đầu nãy mới dính con chú bằng cua kẹp phải nửa cá luôn Nguyệt rồi. Hôm nào á đem mấy cái lợp nhỏ nhỏ xuống này đặt hộp cua. Mà không có chứ đặt có. Hiu quá ta không thấy gì chân. Dạ không là cô chú. Mua tay lớn 100 mấy á, mà dính được mấy con cá rô non. Sáng chiều quá trời ghét. Cái này về á, về chắc giặt lại cô chú ơi. Sao trong mé nó nhảy ngớp ngớp quá trời luôn, mà mình văng mà nó không có dính. Nó khi cá nhỏ lọt lưới chứ. Cái là cái lưới nhỏ rồi nó lọt lưới gì nữa không. Cá bự lắm, nó ủi ủi cái đầu luôn nha. Lọt lưới đó ra. Lọt lưới đây, tới đây hết rồi nè. Hết lưới luôn rồi cô chú ơi. Lưới này dính cá nhỏ không à. Này cái lạnh cái phụ. Rồi đi về ăn cơm chiều thôi. Đây có cái dây này cột lại. Cột lại là làm sao á. Mình đi thả nó dễ hơn. Cái này ớt lên động nó kêu quá trời luôn chú. Ở đây đặt lụp ít cũng kia mới xong rồi đặt ta. Nước lên nước xuống hoài không. Ô ở đây nè, đây đặt là đặt ngon chết luôn. Tại lụp ít của Hương Nguyệt nó bị hư nên phải có rồi đem xuống đặt được một chút. Đây là một chút rồi. Dính được một mớ cá. Cá lóc đâu? Nè cá lóc nè. Lưới nhỏ cho nên là dính cá nhỏ. Dính cũng khô queo chứ làm gì cả. Khô queo. Khô queo cô chú ơi. Mà cá rô đồng bây giờ nó vô mùa đẻ á, cho nên là cá nào cũng có trứng chân á. Trời ơi, cái này mà về nó chua ăn cũng ngon, nó khô queo cũng ngon nữa. Hoặc là kho sơ ớt cô chú. Nhưng mà cái này hơi ít nha, hơi ít. Chắc về mình bắt thêm một mớ cá mình gọng ở nhà nữa cô chú. Lên mình nấu canh chua ăn. Cái này mưa lâm râm rồi, còn nhiễu hộp rồi cô chú. Nhiễu hộp rồi. Giờ hôm nay sẽ đi về tắm nha, đi hồi trưa tới giờ á lặn bộ tụi tí đồng luôn cô chú, giấc này cũng ngứa lắm luôn á. Thôi thì clip ở đây hôm nay xin khép lại nha. Hôm nay cảm ơn bà cô chú anh chị bạn xem hết video. Cả nhà cho hôm nay xin được like đăng ký nha. Thì hẹn ông bà cô chú anh chị bạn lúc sau. Xin chào.